Xin chào mọi người, nhất là những người tuổi Sửu. Đây là video mà mình sẽ làm về vận hạn tử vi của tháng Mậu Ngọ của năm Mậu Tuất 2018 đối với tất cả những người tuổi Sửu. Thì theo như mà địa chi mà cái mà hay nói nhất của trong tử vi thì địa chi mà Ngọ với Sửu là thuộc nhóm tự hình. Thuộc nhóm tự hình ở đây là cái sự mô tả cái sự chống đối nhau giữa bên yếu loại trừ bên mạnh và bên mạnh loại trừ bên yếu. Thì đối với người tuổi Sửu mà gặp tháng 5 thì thường thì địa chi nó ảnh hưởng nhiều về phần gia đạo, thì nếu mà gặp cái tháng xung như vậy thì dễ có chuyện rối rắm ở trong gia đạo và những cái điều mà không tốt đẹp. Thì xem những cái điều khác nó có chế hóa ra hay không, tại vì không phải mà xem tử vi thì chỉ có cái địa chi không là quyết định cái tử vi đó tốt xấu. Phải nói rằng tử vi của một tháng thì nó thường nó gồm mệnh, thiên can và địa chi, chứ không phải chỉ có địa chi không. Thì hy vọng rằng những cái khác sẽ hỗ trợ và làm cho cái việc của cái địa chi nó giảm bớt đi. Thì đầu tiên hết thì sẽ nói đến người tuổi Sửu sinh năm 1949, có thường gọi là lâm nội chi ngu, trâu ở trong chuồng. Mệnh thì là thích địch hỏa, tức là lửa sấm sét đó. Như vậy thì người mà tích địch hỏa gặp tháng Mậu Ngọ là một tháng hỏa, như vậy là hỏa cùng hàng, bản mệnh sức khỏe ổn, có bệnh thì cũng dễ dàng vượt qua. Như vậy là bác sinh năm 1949 ha, thì nam thì là sao Kế Đô, nữ ấy thì sao Thái Dương đối với cái sao chủ của năm. Thì là người ta gọi là Kế Đô, mà đối với nam không xô cũng ngã, cho nên mà gặp ngoạn hạ cùng hoàng này thì không có sợ gì về bổ ngoạn, không đến nỗi nào đâu ha, với các bác nam mà những sao Kế Đô. Thiên can chữ Kỷ chữ Mậu thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng về chủ. Như vậy thì rõ ràng là thiên can này thì công việc mọi điều sẽ không có đến nỗi nào quá nặng nề. Thì ở tuổi này của các bác thì đa phần là thuộc về dạng an dưỡng rồi, chứ cũng không có cần phải bon chen làm lụng gì nhiều nữa, cho nên là cũng ok. Kỵ, thiên can của chữ Kỷ và chữ Mậu thì cùng càng khổ về mặt âm ngũ hành, cho nên là có thể nói là mọi điều hanh thông, cuộc sống cũng có nhiều điều tốt đẹp. Về mặt địa chi thì như đã nói là Sửu với Ngọ thì thuộc nhóm tương hại. Tương hại ở đây được hiểu là sự cản trở nhau. Như vậy thì tháng 5 âm lịch đối với người mà kỷ Sửu thì rõ ràng là tốt đẹp về mạng và công việc, về cuộc sống. Gia đạo thì lại không tốt đẹp và lại dễ có chuyện buồn phiền. Hy vọng với cái mạng và cái thiên can cùng là có lợi như vậy sẽ phần nào chế hóa đi, có thể vượt qua cái tháng mà nó ẩn chứa nhiều điều khó khăn về gia đạo. Rồi đối với người tuổi Sửu tiếp theo đó là người Tân Sửu sinh năm 1961, người ta nói là lộ đồ chi ngu, trâu mà đi trên đường. Mệnh là Bích Thượng Thổ. Thì đối với cái người mà mệnh Bích Thượng Thổ mà tuổi Sửu này là nam mạng thì sao Thái Bạch, mà nữ mạng thì sao Thái Âm. Sao Thái Bạch thì người ta như đã nói thì quét sạch cửa nhà ha, nhưng mà sao Thái Bạch thì thuộc hành kim đối với cái người mà mệnh Thổ là Thổ sinh kim nữa, bao bọc nó nữa thì càng sinh xuất ra nữa. Thì người mệnh Thổ đối với các anh thì hôm nay cần cẩn thận. Như vậy thì xét xem tháng 5 này đối với cái người Tân Sửu nó sẽ ra sao. Thì tháng 5 thì như đã nói là một tháng hỏa, Mậu Ngọ là hỏa. Như vậy là mạng là hỏa sinh Thổ, bản mệnh được tương sinh, sức khỏe bổ mạng rất tốt. Ngoài ra các cái tinh quân mà như là Phúc Đức, Thiên Đức, Hóa Khoa, rồi là Hóa Lộc, thì ở trong những cái các cái tinh quân phúc tinh sẽ được cái việc hưởng lợi từ cái việc mà mạng người được tương sinh của mình. Các cái tinh quân trong tử vi mình nó sẽ được tương sinh, hưởng lợi nhiều lắm. Thiên can Tân Mậu thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng về chủ. mà như đã nói ở nhiều video trước, Tân Canh thì thuộc Kim, Mậu Kỷ thì thuộc Thổ, như vậy là Mậu Thổ sinh Tân Kim. Như vậy là về mặt nam âm ngũ hành thì nó là được tương sinh, tốt đẹp cho nhiều điều ở trong cái công việc làm ăn đối với các anh các chị tuổi Tân Sửu, đặc biệt là các chị với sao Thái Âm chiếu mạng thì có may mắn danh vọng tốt. Các anh thì có sao Thái Bạch thì cũng không có ngon lành gì lắm đâu. Địa chi thì như đã nói ở tuổi Sửu trên thì Sửu với Ngọ là thuộc nhóm tương hại, và tương hại ở đây thì được hiểu là sự cản trở nhau, cho nên là gia đạo sẽ dễ có xào xáo và có nhiều điều không tốt đẹp, nên là các anh các chị cần cẩn thận ha. Đặc biệt với những người nam có sao Thái Bạch thì rất dễ có hao tốn cho con cháu ha. Rồi tiếp theo là người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, người ta hay còn gọi là Lan Ngoại Chi Ngu, trâu ở ngoài đồng, mạng tan đố mộc. Thì cái này, người này thì mình đã làm cái tử vi của cả năm và vận hạn sáu tháng năm rồi, cho nên là mình không nhắc lại cái chuyện là dưới sau nam la hầu nữ kế đô. Đối với người tuổi Quý Sửu nữa, cho nên là mình sẽ đi thẳng vào tháng 5 âm lịch, tháng 5, tháng mậu ngọ, tháng hỏa. Như vậy mạng là mộc sinh hỏa, bản mệnh sinh xuất ha, cho nên là đề phòng tai nạn. Tuy nhiên có cũng không quá nặng nề, cũng dễ dàng vượt qua. Dù gì mình bị sinh xuất chứ không phải là mình bị tương khắc thì nó cũng đơn giản. Nhưng mà do các anh các chị Quý Sửu năm nay vướng sao la hầu và nữ kế đô thì rõ ràng là không tốt đẹp ha. Hai cái sao chủ mà xấu nhất, nam là la hầu và nữ là kế đô, thì rõ ràng là phải cần cẩn thận. Gặp tháng sinh xuất nữa thì đừng có nói là tại sao mình bị không tốt đẹp, tại vì khi mình sinh xuất á, thì các tinh quân tốt ha, nó sẽ bị hao tổn cái nguyên khí, nó không được sáng thì nó sẽ làm cho cái tử vi của mình yếu đi. Mà ngược lại á, thì các bại phá tinh nó sẽ hoành hành dữ dội, mà khi nó hoành hành dữ dội thì không nói trước điều gì để xảy ra. Thiên can á, thì tốt đẹp, ngược lại thiên can của các anh các chị rất là tốt đẹp. Thì vì sao? Chữ mậu thì nó hợp với quý, người ta gọi là đây là thuộc nhóm ngũ hợp ha, đây là sự hợp đa lễ, chủ về chữ lễ. Như vậy là công việc rất dễ sinh tài lộc ha, hanh thông. Có thể nói giờ nam la hầu nữ kế đô đi nữa thì mình cũng sẽ có tháng tốt tháng xấu, chứ không phải tháng nào nó cũng xấu hết. Xấu hết thì không thể nào mà sống nổi. Thì đối với Quý Sửu thì tháng 5 công việc dễ sinh tài lộc, tiền tài, yên tâm ha. Địa chi thì Sửu Ngọ thì cũng giống như đã nói ở trên, sẽ là nó thuộc nhóm tương hại ha, thì gia đạo sẽ dễ có chuyện buồn phiền mà sanh rầy ra, cho nên là các anh các chị thì đối các anh các chị Quý Sửu thì em nên cẩn thận tháng này vào bổn mệnh của mình, sức khỏe và một chút gì đó về tai nạn, và đặc biệt là phần địa chi. Địa chi nó liên quan đến gia đạo và tình cảm ở trong gia đình, cho nên là các anh các chị ví dụ mà lỡ có bị tự nhiên bị vợ hoặc chồng kiếm chuyện thì thôi nhịn là chính, vì tháng này nó sung ha. Rồi cộng với mình cả năm mình chơi hai cái sao nam la hầu nữ kế đô, nó xấu ơi là xấu, cho nên là thôi chính nhịn 10 lần cho nó rồi ha. Rồi đến người tiếp theo đó là người Ất Sửu sinh năm 1985, thì ta gọi là Hải Nội Chi Ngu. Trâu này trâu của biển, trâu nước ha. Thì mệnh là Hải Trung Kim. Ngược lại á, thì đối với cái tuổi này thì mình đã làm rồi ha. Nam mạng thì kế đô, mình nữ mạng thì Thái Dương, cho nên là cũng có nhiều điều không ngon lành lắm. Đặc biệt rơi vào tháng năm này nó có khá nhiều điều không tốt đẹp đối với người Ất Sửu. Lý do tại sao? Tại vì tháng 5 là tháng mậu ngọ, mà mậu ngọ là hỏa, hỏa thì đương nhiên khắc kim. Dù các em là kim gì đi nữa thì cũng sẽ bị khắc. Bản mệnh bị tháng tương khắc, đề phòng tai nạn, bổn mạng nguy nan. Như đã nói thì năm nay là căn hộ thuộc dương, ngũ hành hợp hỏa nên hỏa rất vượng. Những người mệnh kim năm nay thì bổn mệnh không được suôn sẻ, bệnh rề rề, cảm thấy cái không khỏe, chuyện này chuyện kia là rất bình thường. Cho nên là cái việc mà vướng như thế này là chuyện không có gì mà đã nói ha. Rơi vào cái tháng tương khắc bản mệnh này thì ngoài cái việc sức khỏe của bạn nó có vấn đề, nó còn làm cho cái bộ mạng mà tương khắc đó, thì các phúc tinh và các tài tinh sẽ bị ảnh hưởng. Và ngược lại khi đó thì mấy ông phá và bại tinh thì sẽ phát huy tác dụng, đặc biệt với những người nam sao Kê Đô. Người ta nói Kê Đô không xô cũng ngã ha, mình đang dướng vào sao Kê Đô không xô cũng ngã, mà gặp bị hỏa nó khắc kim nữa thì đặc biệt cẩn thận bộ mạng của mình ha, đừng nhậu xỉn chạy xe ha, đừng có làm liều với cái bộ mạng của mình. Như anh đã nói, mất gì cũng được, đừng để mất mạng, tại vì trên đời này cái gì cũng có thể làm ra trừ cái mạng ha, cái mạng cha mẹ cho có một lần thôi ha, cho nên là đừng bao giờ mà phải như vậy. Rồi thiên can chữ Ất chữ Mậu thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng đều chủ. Tuy nhiên về mặt âm ngũ hành đó, là giáp Ất thuộc Mộc, Mậu Kỷ thì thuộc Thổ, cho nên là Ất Mộc khắc Thổ, có nghĩa là về mặt thương can, thiên can của về mặt nào âm ngũ hành của thiên can đó, là chữ Mộc nó khắc Thổ ha, không mấy tốt cho công việc, dễ sinh hao tốn. Rồi địa chi thuộc nhóm tương hại, mà tương hại thì như đã phân tích rồi, rất là không tốt cho phần gia đạo. Như vậy đối với người Ất Sửu thì tháng 5 âm lịch là một tháng không ngon lành, có nhiều điều mà phải nói là ẩn chứa khó khăn, từ bổn mạng cho đến công việc và gia đạo đều là ẩn chứa cái khó khăn ở bên trong, cho nên là cần cẩn thận nhiều điều, nếu không muốn là mình bị cái tháng này nó làm cho rắc rối mọi chuyện mà khó khăn ha. Rồi tiếp đến nữa đó là các em của Đinh Sửu sinh năm 1997, người ta gọi là hồ nội chi ngu, trâu ở trong hồ, mệnh là Giảng Hà Thủy, với nam là sao Thái Bạch và nữ là sao Thái Âm, vận niên thì Long Ngộ Vân ha, rồng gặp mây bay nhảy thoải mái ha. Như vậy thì bản thân của địa chi là Sửu với Túc của năm á, là thuộc nhóm tự hình, dễ sinh rắc rối trong gia đạo. Rồi á, thì xét với cái tháng 5 này địa chi là Sửu Ngọ thuộc nhóm tương hại nữa, thì hỏi sao mình không có bị rắc rối, có chuyện buồn phiền ở trong gia đạo là chuyện rất là dễ xảy ra ha. Để xét coi tháng này nó tệ hơn ở những cái khác hay không. Về mạng á, thì các em là mệnh thủy khắc hỏa, bản mệnh khắc tháng, đề phòng tai nạn, bổn mạng có vấn đề, không nên đi xa ở trong tháng này với nhiều cái sự xung khắc. Thiên can Đinh Mậu không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên về mặt âm ngũ hành đó, Đinh thì thuộc hành hỏa, Mậu thì thuộc hành thổ, cho nên có thể nói nó nằm trong cái vòng tương sinh là hỏa sinh thổ, cho nên là công việc cũng có chút tài lộc nhưng không quá lớn, tạm thôi ha. Rồi về địa chi thì như đã nói rồi, nó đã bị tương hại, thuộc nhóm tương hại, mà địa chi cả năm thì thuộc nhóm tự hình nữa, thì rất là dễ xảy ra tranh chấp, xảy ra những cái chuyện buồn phiền ở trong gia đạo. Mà các em 97 thì thường là chưa lập gia đình nhiều, đa phần thì vẫn còn là độc thân. Như vậy đó thì sẽ có gây gổ với lại người yêu ha, ghen tuông buồn phiền, không có thoải mái ở trong cái cuộc sống tình cảm, nó có một chút gì đó rắc rối. Như vậy đối với cái người mà Đinh Sửu sinh năm 97 này thì nam mạng với cái sao Thái Bạch này bị là thủy, mạng thủy khắc hỏa, địa chi Sửu Ngọ thì nhóm tương hại, thì nên cẩn thận việc hao tốn tiền bạc. Sức khỏe của mình sẽ gây ra hao tốn tiền bạc, cho nên là cẩn thận, đừng để nó xảy ra điều đó. Như vậy là mình đã tổng hợp xong tử vi vận hạn của cái tháng 5 âm lịch đối với tất cả những người tuổi Sửu. Hy vọng rằng đây là thông tin hữu ích giúp được những người tuổi Sửu trong cái tháng mà gọi là bị tương hại về địa chi, với những nhiều rắc rối trong tình cảm gia đạo. Ai xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cho mọi người tuổi Sửu khác được biết. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ tử vi vận hạn của tuổi của mình, có thể là người thân của mình, cho những tháng tiếp theo của năm 2018. rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.